Thank you.
Em xem thế nào, công trình dạo này chậm tiến độ lắm nhá. Vâng, em biết rồi, chị cũng thông cảm cho em là hiện tại bây giờ việc gia đình của em rất là nhiều, vợ lại hiểu nhầm nữa. Em phải thu xếp công việc với gia đình thì phải ổn. Dạ vâng. Có hai công trình lớn Ơ, đang. đây đây, vợ vợ của em hay sao ấy chị ơi? Vợ của em à? Ờ. Sao nào? Vợ của em sao ấy? Vợ của em sao ấy, chị ơi? Em xuống xem. Thì ở đây đây em tí nhá, em xem hình như vợ của em hay sao ấy. Rồi. Vợ vợ vợ. Đợi đã. Không, không đợi anh đâu. Vợ. Đợi anh đã. Vợ đợi đã. Không. Đợi anh anh đã. đi, anh đi, anh có người. Sao? Đợi vợ. Đợi anh với. Vợ, sao gặp anh phải chạy thế? Anh Anh đi đi làm với anh có mà. người khác rồi. Anh cũng đi làm Không, mà. không, không cần anh quan tâm nữa. Anh cũng đi làm mà, có phải anh cũng đi làm Không, đâu. không cần anh quan tâm đến Chịu luôn đấy, sao phải thế? Không, không, đừng có mà hộ. Không cần anh hộ đâu, anh đi đi. Không cần hộ đâu. Không cần anh hộ. Không cần hộ đâu. Không sao phải thế? Anh đi làm, anh cũng làm, anh gửi tiền cho em đây. Không cần anh hộ, anh đi bây giờ. Anh đi, anh có xe đẹp rồi, có người đẹp rồi. Anh không cần hộ đâu, anh đi đi. Không cần nhờ anh đâu, đi đi. Không cần đâu. Sao phải hiểu nhầm như thế nhỉ? Anh cũng đi làm. Sao không em? Đấy. Không sao đâu. Chỉ đưa chồng em của đi đi. Đi 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 đi. Không sao nhờ. Lại nói thế? Đưa đi đi, không sao nhờ. Phải thế? Đây là sếp của anh ấy, sao bây... phải vất vả thế? Đây là sếp của anh mà. Bây giờ anh đi, anh có xe đẹp, có người ở cùng, anh không cần tôi mà. Đi đi, tôi không nhờ anh đâu. Không không không, em không tôi nhờ. Nhận em xe không, để đi không cùng nhờ xe đâu. Chị về. Em nhá. Không. Sao thế? Không nhờ. Bây giờ anh có xe đẹp, có người đẹp rồi. Không không cần, không cần anh hộ đâu. Bây giờ không phải ấy thế nào thế nọ đâu. Đây là sếp của anh ấy. Không, anh cứ đi theo sếp của anh đi. Yên. Có người mới rồi. Em. Vợ. Sao phải Yên vợ. Không, anh cứ đi theo đi làm đi. Sao thế? Hả? Thôi em ơi, về đi công việc nhiều lắm, mai chị cho em về giải thích với vợ em sau. Chịu thôi, không biết làm kiểu gì giờ nữa. Em ơi nhanh lên, công việc của chị còn đầy đấy. Chán thật đấy. Chịu luôn, hắn mà vùi cằm nặng thế mà cũng không cho hộ luôn. Không biết kiểu gì nữa. Thông cảm cho em nhé, vợ em thì không chắc là nghe ai xúi giục hiểu nhầm. Thôi không sao đâu, bây giờ công việc rất bận, em đi lúc không họ làm xong là chị cho em về giải thích với vợ. Em lo vợ thật đấy, lo cho vợ em quá, bởi vì gùi hẳn một gùi cam nặng như thế mà mình đi và giúp không giúp. Còn hai công trình họ đang rồi, sát nốt hai cái công trình đấy cho chị xong là chị cho em về để giải thích với vợ. Em rất là cảm ơn chị. Chị cũng tạo điều kiện cho em, thế là em cảm ơn. Bây giờ chị em mình tiếp tục đi công việc. Yeah.
Cảm ơn nhé.
Đâu? Thích quá nào. Chú lên mấy cân? Đấy, đẩy túi là được. 2 cân à? Cho một quả đủ 2 cân. Thế là tuần sau thi xong họ cho về không? Bây giờ họ cũng không cho xin về, không cho gửi đồ luôn. Không gửi đồ á? Không, không cho chị. Thế là trong? Thi giữa kỳ rồi. Sang tuần thi giữa kỳ. Nhưng mà chị 30 kia. Nhưng mà chị nghĩ sắp hết tháng này để gửi trở về. Để gọi là sang tuần. Không, 3 tuần. Giờ 3 tuần. Đây hơn 300 nó trả là 300 chứ với cái này nó là gần 1 triệu trả thôi. Cái gì để nhanh.